Thưa quý vị, câu chuyện giá sách giáo khoa tăng cao lãng phí trong sử dụng thời gian qua đã gây nhiều bức xúc trong dư luận. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục thành phố Đà Nẵng đã quán triệt đến tất cả các trường học việc không bán sách giáo khoa trong trường học cũng như không được ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo. So với sách giáo khoa hiện hành, giá sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 được sử dụng trong nhà trường từ năm học 2022-2023 có giá cao hơn gấp nhiều lần. Nếu tính cả chi phí mua sách tiếng Anh, sách tham khảo, sách bài tập cho từng bộ môn, con số có thể lên đến 500-600 ngàn đồng trên một bộ sách. Đây là một con số không nhỏ với những gia đình nông thôn, gia đình khó khăn. Tăng đến 40-50%. Thì ra cái giá một đầu tư cho con một bộ sách là 600.000, hơn 600.000 thì là bố mẹ nào cũng phải chấp nhận, đồng ý. Sách giáo khoa thuộc nhóm vật tư giáo dục thiết yếu của học sinh, ảnh hưởng đến an sinh xã hội, đặc biệt là người dân vùng khó khăn, nên trước mắt Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có những chỉ đạo liên quan đến việc biên soạn, phát hành, mua và sử dụng sách giáo khoa. Tại thành phố Đà Nẵng, sau khi chọn được bộ sách giáo khoa cho các khối lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, các trường học đã niêm yết công khai danh mục sách, đồng thời không tổ chức bán sách trong trường học. Trong tất cả các trường học, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, chúng tôi luôn có một hướng chỉ đạo là sách giáo khoa là các em học sinh phải mua ở ngoài nhà sách, và trong trường thì không tổ chức việc bán sách trong trường học, đặc biệt là đối với các loại sách tham khảo. Tất cả sách thì theo chỉ đạo của bộ, trên tinh thần chỉ đạo của bộ thì chúng tôi thực hiện nghiêm túc các cái công việc theo quy định, và giáo viên ở trường chỉ thực hiện việc giảng dạy trên cơ sở là sách giáo khoa đã được ban hành, và đặc biệt là có những cái bộ sách tham khảo trong nhà trường để thầy cô có thể tham khảo thêm, đối chiếu thêm để hoàn thiện hơn, hoàn thành tốt hơn nữa việc dạy học của mình. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng mới đây, nghị quyết hỗ trợ hơn 4,685 tỷ đồng mua sách giáo khoa cho 8.438 học sinh con hộ nghèo, học sinh mồ côi do COVID-19 và 4.400 học sinh con hộ cận nghèo đang học tại các trường phổ thông công lập và ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên cũng vừa được thông qua. Trong khi chờ những rà soát điều chỉnh mới về sách giáo khoa từ trung ương, những quyết sách đầy nhân văn của thành phố đã góp phần làm vơi bớt gánh nặng đầu năm học cho các gia đình khó khăn, đồng thời giúp học sinh khởi đầu một năm học mới nhiều hứng khởi.